chào anh chị. Tầm mặn á. Cháu mấy tháng rồi chị? Dạ được 4 tháng. Dạ. Anh chị đời sống cuộc sống ở ngoài đảo này ra sao? Dạ ổn định anh ạ. Dạ. Sao nhiêu anh? Anh chị được mấy cháu? Dạ em không được hai cháu, cháu lớn thì cho. Dạ. Này cuộc sống gia đình mình là cũng ổn định hết rồi ha. À, điện nước rồi sao? Ở đây điện nước xài chắc cũng dạ không, điện đồ thiếu thốn á. Nước đồ cũng xài nước mưa, có nước còn có mưa thì không có nước. Dạ. Xài nước lợ. Nước này không được. Dạ. Công việc chính của mình là gì? Chị... đi câu đánh bắt rồi về kiếm ăn thôi. Dạ. Nhà chị nhà số mấy? Dạ, nhà số 6. Dạ. Chào anh. À, chào chị. À, chị cho hỏi thăm là cuộc sống ở trên đảo này ra sao chị? Dạ cuộc sống ở trên đảo này em thấy cũng bình thường như trong đất liền vậy. Dạ nói chung khí hậu ở đây mát mẻ, trồng cây nói chung là cũng thích hợp, rau nó thích hợp, rau muống mồng tơi. Mình có trồng được mình có trồng được rau xanh gì không chị? Dạ cá rau muống. Đâu? Rau muống là rau muống như cái mùa này nắng cho nên là nó ít tươi tốt anh à. Cho dạ. Những cái mùa mà mưa là tốt lắm. Dạ. Nuôi có nuôi gà vịt gì không? Dạ có, gà nuôi được mấy con gà để lấy trứng ăn. Dạ. Dạ. Anh chị được mấy cháu rồi? Dạ hai cháu rồi anh. Dạ. Vậy ha. Dạ. Hai cháu cũng đi học bình thường chị ha? Dạ đi học bình thường. Đứa học lớp 5, đứa học thì đi vô lớp 2. Dạ. Dạ cảm ơn chị, xin lỗi chị tên gì ạ? Dạ em tên Hằng. Dạ. Dạ. Cái gì Hằng ạ? Dạ Lưu Thị Cẩm Hằng. Dạ. Dạ. Nhà số 4 hả chị Hằng? Dạ em ở nhà số 4. Dạ. Rồi cảm ơn chị Hằng nha. Dạ em cảm ơn anh, chào anh ạ. Dạ. Dạ. Lên tiệm bê đường bê uống thôi. Để con trai dạ. Học lớp mấy rồi? Tấn có học lớp mấy? Học ngôi giáo. Con học ngoại giao. Vậy hả? Học con biết hát bài gì rồi con hát cho chúng nghe coi. Hát bài nó mình học sữa đi. Bỏ học sữa ra con. Đọc quê em ở Trường Sa. Quê em đọc. Ở Trường Sa đọc thơ coi. Quê em ở Trường Sa. Những đảo chìm đảo nổi. Những đảo chìm đảo nổi. Quê em có biển trời bốn mùa xanh bao la. Sinh ra ở Trường Sa, em là con của biển, nhận chuyến tàu yêu thương, mang hơi ẩm đất liền. Nhà em sông Tử Tây, cùng bạn đảo sinh tồn, thể thật vui biết mấy, nếu đảo gần nhau hơn. Hay quá. Tiếp, hỏi tiếp con. Đến trường. Những bước em đến trường. Không ba vật động mát. Chú Hải Quân đứng lẽ thân thương quá đi thôi. Yêu lắm Trường Sa ơi, cho em những nụ cười ngày đêm biển cất lời. Cây đài kiêu hãnh, Hoàng Sa và Trường Sa cùng chung dòng máu quyền.